Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức nha. Thì cái video trước á, mình có hướng dẫn các bạn tạo ra một cái tài khoản Canva dành cho giáo dục. Thì nếu mà các bạn sở hữu cái tài khoản Canva cho giáo dục này á, thì các bạn có thể sử dụng tất cả các tài nguyên trên cái trang canva.com. Tuy nhiên thì trong quá trình tạo đó, thì mình sẽ sử dụng một cái email có cái đuôi là .edu. Thế thì trong cái phần bình luận á, có một vài bạn hỏi mình á, là hiện tại bạn không có cái mail .edu thì làm thế nào? Dĩ nhiên là cái điều kiện là phải có cái mail này thì chúng ta mới có thể sử dụng cái tài khoản dành cho giáo dục được. Thế thì cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật giúp các bạn có thể sở hữu được cái tài khoản .edu. Thì ở đây mình sẽ dùng cái trang web là tạo email 10 phút. Thì cái link trang web nó sẽ như thế này. 10 phút email.net. Các bạn thấy chưa? Thì ở đây á, các bạn thấy nè, giả sử như đây mình có một cái địa chỉ email nè, và cái đuôi email nó sẽ có .edu đây. Thì cái trang này các bạn lưu ý là cái thời gian sử dụng một cái email á, nó chỉ có 10 phút thôi. Cho nên là các bạn sẽ dùng cái email này để các bạn đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta có thể dùng luôn. Chúng ta không cần phải quay trở lại cái trang này nữa ha. Ở đây thì mình mở cái trang web này lên thì nó hiện luôn là cái .edu rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà nó không có hiện ra .edu á, thì các bạn hãy làm như thế này. Các bạn sẽ bấm vào cái thùng rác nè, Delete Email Address, thì nó sẽ xóa cái địa chỉ email này và nó thay thế một cái địa chỉ email mới. Các bạn coi nha. Thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái email mới nè. Cứ bấm vài lần, nếu mà không có thì chúng ta cứ việc xóa thôi, cho đến khi nào mà nó có. Thì mỗi một cái mail như vậy nó sẽ có thời gian sử dụng là 10 phút. Các bạn lưu ý ha. Thế thì chúng ta có thể copy cái mail này. Sau đó thì các bạn có thể vào trong cái phần canva.com để các bạn có thể tạo ra một cái mail dành cho giáo dục. Thì các bạn lưu ý tài khoản Canva dành cho giáo dục á, nó sẽ có đầy đủ các tính năng giống như tài khoản Canva Pro mà các bạn phải tốn 120 đô một năm. Thế thì cách để tạo ra một cái tài khoản Canva Edu như thế nào thì các bạn sẽ xem lại cái video này. Mình sẽ để trong cái mô tả video ha, cái link để các bạn có thể xem lại. Các bạn lưu ý là trong quá trình đăng ký thì nó sẽ gửi cái thư để xác nhận cho chúng ta. Thì các bạn xem trong phần inbox này nè, thì nó sẽ gửi trong cái hộp thư này, thì chúng ta có thể mở lên để chúng ta xem. Các bạn lưu ý ha. Nó sẽ tự động load cái phần này, tự động cập nhật thôi. 7 giây thì nó sẽ load lại cái inbox này một lần. Các bạn lưu ý là cái thời gian nhận mail á, nó có thể tốn vài phút nha. Cho nên là khi mà các bạn đăng ký thì các bạn phải đợi một xíu thì nó mới gửi vào trong đây, thì chúng ta có thể lấy cái mã. Ở đây thì cũng nói thêm là email này là email 10 phút. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà các bạn đợi hơi lâu á, mà các bạn chưa nhận được á, thì các bạn có thể kéo dài cái 10 phút này ra bằng cách là các bạn kích vô cái nút này nè. Thì ở đây nó ghi là click here ha, tức là click ở đây để kéo dài cái thời gian 10 phút. Ở đây các bạn thấy đang là 7 phút 47 nó đang điểm lùi nè. Mình bấm vô đây một cái thì lập tức nó sẽ gia hạn cái phần 10 phút này một lần nữa. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nhận được những cái thư trong cái phần email 10 phút. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất trên kênh. Cũng như các bạn có thể để lại những cái bình luận, những cái câu hỏi. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.